Một combo karaoke tiêu chuẩn bên anh gồm có những gì và khoảng bao nhiêu tiền? Ok, và chúng ta sẽ có gồm có hai phần chính nhé. Ở đây là phần thiết bị, và một là phần thiết bị và hai là phần loa. Và một sẽ có một cái phần quà cực kỳ giá trị ở trong cái combo karaoke này, thì bạn sẽ đón xem, anh em và các bạn sẽ đón xem đến cuối clip để biết thêm nhé. Rồi, và đây chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu tiên, đó là phần thiết bị. Thì ở trong cái phần thiết bị với combo karaoke như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng một cái thiết bị tối tân nhất của cái ngành karaoke hiện nay, đó là cái cục đẩy công suất liền vang liền mic 3 trong 1. Và đây là con MK-Z8600 đã được tích hợp sẵn mạch vang số và mic không dây ở trong này rồi. Và với công suất là 600W lên đến 1 kênh thì con này nó có thể thoải mái đánh tăng deck 1 đô la bass 30 full cho anh em sử dụng cái trong phòng khoảng từ 30 đến 40 mét vuông trở xuống. Và tiếp theo đến với cả phần hệ thống loa full, loa chính thì chúng ta sẽ sử dụng ở trong cái combo karaoke tiêu chuẩn này sẽ là một cặp loa model là PR12 mới ra mắt năm ngoái của MK Acoustics, ra mắt năm 2023. Sử dụng một cái củ bass đường kính là bass 30 và một cái chép kèn 3 inch. Và với công suất liên tục của cặp loa này là 400W, program là 800 và peak là 1600W. Và chúng ta sẽ có một cái combo karaoke bao gồm là một cặp loa PR12 giá là 17 triệu niêm yết. Và kết hợp với cả đó là một con đẩy MK-Z8600 giá là 12 triệu và tổng combo này là 29 triệu. Và chúng ta sẽ đến với cái phần quà cực kỳ giá trị của combo này ngay sau đây. Ok, và đây sẽ là cái phần quà cực kỳ giá trị của cái combo karaoke vừa rồi mình có chia sẻ đến anh em và các bạn, là cái phần quà trị giá hơn 10 triệu đồng sẽ được tặng theo cái combo này, tức là một cục xúc điện bass 30 model là SB12 Pro và với công suất là 250W liên tục và peak là 500W. Và chúng ta có thể sử dụng cục xúc này, xúc điện này bass 30 cho một cái phòng không gian dưới 30m² thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Và với một combo như này thì có thể nói là đây là một combo karaoke tiêu chuẩn luôn và có mức giá dễ tiếp cận nhất hiện nay của MK Acoustics được phân phối ở bên S Micro Audio bên mình.